Lực lượng nhí, tập phim Giấc mơ kỳ lạ. Thưa chủ nhân, người mái giấc mơ mới của ngài thật sự rất tuyệt vời. Tất cả động vật sẽ nhanh chóng không thể phân biệt được giấc mơ và hiện thực rồi biến mất sớm thôi. Chào Suzy. Chào buổi sáng. Chào chị. Chị ngủ ngon không Suzy? Mấy giờ rồi hả? Chị lười quá đó. Không cảm thấy xấu hổ sao? Ấy đồ lười biến. Mấy đứa dừng lại giùm đi. Hả? Chị nói vậy là sao? Dừng cái gì chứ? Hôm nay tụi em nên chơi khăm chị sao? Tránh xa chị ra đi. Suzy à, chị ổn không đó? Sao vậy? Chị nói là đi rồi mà. Mình nghĩ là chị Suzy gặp chuyện gì đó rồi. Chúng ta nên ra ngoài tìm chị ấy đi. Chúng ta sẽ tìm Suzy sau khi xong việc. Có lệnh triệu hồi rồi. Nhanh lên. Gần đây nên đang làm cho con người và động vật mơ những giấc mơ kỳ lạ. Làm họ mơ bằng cách nào vậy hả chỉ huy? Người máy giấc mơ của hắn đã gửi đi một sóng điện từ bất thường. Chắc những giấc mơ đó là lý do sáng nay Suzy hành động lạ như vậy. Dám làm vậy với Suzy đáng thương hả? Cái tình khốn đó. Nếu người mai giấc mơ của Nên mà không được xử lý trong vòng 30 phút tới, những người bị ảnh hưởng sẽ rơi vào tình trạng mơ màng không tỉnh dậy nữa. Đừng có lo chỉ huy, mấy tên người máy như vậy sẽ không thể trụ nổi một đấm của tôi đâu. Sóng từ của nó cũng có thể gây hại cho các cậu nữa. Cần phải đặc biệt cẩn trọng để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Dạ chỉ huy. Lực lượng nhí biến hình. Biến hình. Với cái này thì con người sẽ nằm dưới sự kiểm soát của ta.
Đừng nghĩ ông có thể điều khiển con người theo cách ông muốn. Ông không biết vậy là sai sao? Ta thật sự phát chán các ngươi rồi, tới để can thiệp vào nữa sao? Tấn công bọn chúng đi. Chúng ta bắt đầu khởi động nhẹ thôi nào. Các ngươi sẽ bị mắc kẹt lại trong giấc mơ của chính các ngươi thôi. Tấn công chúng đi, người máy giấc mơ. Wow, chúng ta gọi lực lượng xe thôi. Lực lượng xe hành động. Chơi đùa với giấc mơ của người khác sao? Chúng ta sẽ bắt người ngủ mãi mãi. Đi thôi các cậu. Đồng ý. Gì vậy? Cái gì vậy? Cái gối này giống cây búa sắt quá. Cái này sẽ ngăn chúng tôi được sao? Nào mọi người, cùng tấn công bằng vũ khí tầm xa đi. Lực lượng người máy kết hợp tấn công. Có tác dụng không? À, chờ chút đã. Nó bắt được lúc chúng ta bất cẩn rồi. Các cậu cố gắng lên. Mình không thể ngủ được. Mình ở đâu vậy? Mấy người khác đâu rồi? Gì chứ? Pascal. Pascal. Ông nghĩ ông có thể ngăn cản chúng tôi như vậy sao Pascal? Tới lúc trả giá rồi Pascal. Ông không thoát khỏi chuyện này đâu. Sao chuyện đó có thể được? Cột, phải tỉnh táo lại đi. Đừng để cho Pascal kiểm soát cậu. Dù ít thôi, mình phải dùng dữ liệu tiềm năng từ ý thức phụ của Bôn để làm cậu ấy tỉnh táo lại mới được. Đẹp Bôn, tỉnh táo lại cho chị ngay. Được rồi chị Suzy. Bôn, chị Quy, đừng có bất cẩn như vậy nữa. Cậu phải ngăn được tia sóng giấc mơ bằng mọi giá. Dạ chị Quy, để đó cho tôi. Bảo kiếm sẵn sàng. Dạ.
Nhận lấy. Sóng giấc mơ ngừng hoạt động rồi. Tỉnh táo lại đi các cậu. Sóng giấc mơ bắt được chúng ta sao? Nguy hiểm quá đi. Bolt, cậu đã cứu tụi mình. Nào mọi người, chuẩn bị vũ khí lực lượng người máy thôi. Ra đoàn kết thúc. Đồng ý. Vũ khí lực lượng người máy sẵn sàng. Súng máy nữa. Súng ngắn đuôi. Nỏ sấm sét. Bắt đầu tấn công. Lực lượng phản lực. Bắn. Nhận lấy kiếm bảo tóc.